Bên cạnh những kết quả nổi bật của toàn quân thì Đại hội thi đua quyết thắng lần này cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận có chất lượng, phản ánh những cách làm hay và sáng tạo của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng cũng như nỗ lực vượt mọi khó khăn thử thách vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là động lực để cổ vũ và lan tỏa tinh thần thi đua, động viên cán bộ chiến sĩ toàn quân quyết tâm giành thành tích cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để đua, để đuổi và vượt các điển hình tiên tiến, nỗ lực để trở thành những người yêu nước nhất. Một năm hai tháng tuy chưa phải là dài so với một đời người, nhưng một ngày ở một đất nước bị tàn phá bởi nội chiến và bạo loạn thì luôn đầy rẫy những rủi ro, nguy hiểm, khó khăn và vất vả. Và có lẽ đối với các nữ quân nhân thì những khó khăn, vất vả đó lại nhân lên gấp bội. Tuy nhiên, những vất vả này không làm khó chúng tôi, những người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam. Có thể nói, càng trong gian khó thì ý chí, nghị lực, những phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ sẽ càng được phát huy, tỏa sáng dù ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi xa xôi, gian khổ và khắc nghiệt nào. Có những đồng chí đi làm ở Sudan và có những đồng chí đi làm ở biển đảo rất xa xôi. Thì tôi hy vọng thời gian tới sẽ áp dụng vào trong công ty để anh em lan tỏa cái sức chiến đấu cao hơn trong các cái lĩnh vực sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hơn cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái phong trào xây dựng an ninh quốc phòng ở địa phương. Cụ thể trong nhiệm kỳ vừa rồi thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác là xây dựng lực lượng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng trong lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên và làm tốt cái công tác huấn luyện hàng năm. Việc cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực của các điển hình tiên tiến đã cho thấy sức lan tỏa, khí thế của phong trào thi đua đã thực sự đi sâu, bám vào từng hoạt động cụ thể, trở thành ý thức tự giác phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ toàn quân. Mỗi cá nhân tập thể đều cố gắng không ngừng để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong từng việc cụ thể. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Tôi là khá là ít tuổi so với tất cả mọi người, nhưng mà không vì cái điều đấy mà mình cả nể hay là mình này kia, mà mình thực hiện đúng cái chức trách của mình, người chỉ huy, cái điều lệ mình chấp hành, cũng như là những cái mình sẽ là luôn luôn cố gắng để thành một tấm gương, không nhất thiết phải nói thì mọi người sẽ làm theo, học tập theo mình. Tôi xác định là mình phải học nhiều hơn về công nghệ và những cái bước để chuẩn bị tiếp cận cũng như là thực hiện được các cái nội dung công việc mà khi mình là người giảng viên được công tác được trong một cái nhà trường mà được xây dựng trên nền tảng của nhà trường thông minh. Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân đã tạo nên tinh thần phấn khởi, lan tỏa quyết tâm vượt khó, nỗ lực phấn đấu để thi đua đạt hiệu quả cao nhất. Từ thi đua trong thực hiện nhiệm vụ mà lòng yêu nước cũng được củng cố, hun đúc và phát triển. Đó cũng chính là động lực để những người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới không ngừng phấn đấu để trở thành những người yêu nước nhất.